Ly xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Mẹ Con Nhà Ly. Hiện tại gia đình bé nhỏ của Ly đang sinh sống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Trong video hôm nay, Ly có làm một món, đó là món gỏi vịt và cộng thêm một nồi cháo vịt nữa. Và cũng như những video trước là một ngày sinh hoạt của gia đình Ly, thì bây giờ mời cả nhà theo dõi video hôm nay của nhà Ly nha. Ôi là trời, cả nhà có hai anh em à. Ly vừa mới ngủ dậy, chưa có bước xuống giường nữa mà thấy hai anh em biết dậy hồi nào, Ly không biết nữa. Đó, đứa leo trước đi leo sau. Chạy tới tự mở từ xe từ chơi. Cô Tuyên sáng dạ lắm nha, Ly chỉ sơ thôi là biết cách mở đó. Ấn ấn ấn, lắc lắc lắc. Đồ chơi mới đó, phái đó chứ vài bữa là bỏ quần xó hết thèm mà. Cao cười, nó ứng cao cười nữa chứ. Ăn bánh kem, mình được cô chú ăn bánh kem. Hả? Tăng cao hả? Bánh kem con ăn đi. Ăn đi, nè, múc ăn đi. Sáng đi cho hai ảnh ăn hai cái bánh này. Không có ba ở nhà cho đi ăn hàng giống mẹ, không có ăn cơm. Sáng không ăn cơm ở nhà. Còn Ly sẽ ăn bánh mì nhân kem, với lại bánh này bánh ngọt ngon lắm, y như khoai lang vậy. Chút về nhà ăn, cho cô Tin cô Bin ăn trước đi. Ghê ghê, tha lái cả. Nè hả? Chồng Ly anh còn nhát tay, hôm qua Ly cũng vậy á, mới về á đâu biết điều khiển còn hơi nhát tay. Gì đây? Cảnh nhất vậy? Đi khoai tiễn sương mơ hững cà mang là. Tha thấy dội cưa hững à. Mỹ dù nị mỹ dù nung chứ cưa cua. Quy là hẩn mang, để khang dậu quy hẩn mang. Quy trự hẩn mang, ra tung mỹ dù quy là hẩn hảo khoai.
Chứ tao khang ba. Ảnh mua mà nó còn không biết xài nữa. Ở trên cái nút điều khiển nó có một cái chế độ là hình con rùa với hình quả siêu tốc. Hình con rùa là chạy rất là chậm, hình quả siêu tốc là chạy rất là nhanh. Đừng mơ thấy mang mang lạ. Hôm nay chị Ly sẽ nấu cháo vịt ăn cái nhà. Nấu cháo vịt thì Ly nấu thêm gỏi nữa, làm có gỏi bắp cải á. Chồng Ly thì ảnh thích ăn vịt. Mà hôm nay á, ảnh về, ảnh nói là ngày mốt ảnh mới về. Ly định nấu cho hai mẹ con ăn. Mà lỡ ảnh về rồi nấu luôn. Mấy người bị chứng đau khớp á, như Ly nè, tự nhiên cái tay của Ly nó khớp á, mấy bữa thì đi vô cái lưng xong rồi nó xuống cái cùi chỏ này, vì bữa nay á là tự nhiên nó đau ngay cái mắt này, mắt cái khớp này nè, một cái ngón này à, một ngón một cũng giữa nè, nhưng mà làm việc được, nó đau thôi nhưng mà mình chịu được chứ không phải là đau mà không cử động được, là bị khớp á. Ly mới có ba mấy tuổi mà bị khớp giống mẹ Ly, bị di truyền á. Lưng Ly ngồi xuống là đứng thẳng lên không được, phải từ từ mới thẳng cái lưng ra được. Ngồi xuống mà đứng lên liền là cái lưng nó bị mệt đau lắm. Giờ thì Ly sẽ đi luộc vịt, bỏ hành tím vô, hành tây vô, đây là ngò gí, gửi ngò gí, còn đây là gừng. Đi bỏ vịt vô, lừa vịt Ly chặt ra rồi, để không chặt ra là dung tích hết cái đầu với cái chân là sẽ bị quét á. Muối, hạt nêm, đường. Luộc trong vòng 50 phút cả nhà. Nhỏ. Trong thời gian này Ly sẽ đi làm gỏi. Đi dùng cái đồ bào nó nhuyễn quá, nhuyễn mịn luôn, không ngon. Gỏi là phải hơi bự bự chút xíu. Mày ép vô.
Ừ. Sao con? Đây chứ đừng à. Không lúa bua mà. Không lúa bua mà để nấu cháo đó, trộn sẵn một chút mà làm gỏi đó chứ không lúa bua. Vô chưa hay lúa bua. Vô cũng chưa đi. Không lúa bua. Cái bước này là nghe mùi cháo vịt rồi đó. Thơm. Vịt nước thơm á, rửa muối với lại chà gừng á. Vịt nó không còn hôi nữa. Thơm quá. Ly đang làm cái nước trộn gỏi, Ly không có bỏ ớt ở trong đây. Tại muốn cho con tinh của Bin ăn á, Ly sẽ bỏ ớt trong chén mắm gừng của hai vợ chồng Ly. Cái cọ. Mình. 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 Mình.
giờ làm nước mắm gừng. Chín rồi bắt đầu vớt ra cho nó nguội, rồi gan gạo bỏ cháo vô, gan gạo bỏ vô nấu cháo. Ê, chưa có chín, nó còn xịt máu hồng hồng. Tiếp tục. Anh nhớ hồng cháo. Anh nói thường quá. Cậu gì mà cậu? Nhưng mà gan gạo nấu cháo nữa là ăn được rồi. Cháo nó lẹ lắm, 10 phút là mười mấy phút là có cháo rồi. Đừng có khóa con. Cậu khi chứ cú ta. Đi ta cậu khi chứ. Bị mắc cũng thật quá. Hết rồi. Không quá. Mi gan gạo lên bỏ vô đây một miếng thịt nữa. Bắn gì đó con. Ơi đó nấu nấu ra đến ra mà đi đâu rồi tao thay rồi mà đây là cái nước mà luộc vịt á. Ly lượt bỏ hết mấy cái gừng với lại đầu ngò đi lấy đi nấu cháo mama. Rồi, giờ chỉ còn nấu cháo nữa thôi. Mời đi rửa tay
thì Ly rửa tay cho ảnh, rửa mặt cho ảnh để cho ảnh ăn nè. Ai ngờ quay qua ngửa mất tiền, Ly phải kêu vậy á, cho nên nó hơi si ke. Chẳng sao anh xin gì này chà. Gỏi ngon lắm. Bây giờ phải dán thịt vịt ra cái gỏi, tại trong đây nguyên một con vịt bự luôn mà cả nhà.这是谁的？这是常客的。两个。来弄吧。来吧。你干嘛？你干嘛了？你干嘛了？đi làm cái gỏi thịt vịt này nha, y hợp như Việt Nam luôn, ăn không có khác gì về tiệm bán. Hai anh thích ăn gỏi hơn ăn thịt. Dạ lúa bùa. Đồ chua. Nãy đi có bỏ trong đây miếng rắn miếng đường mà. Dạ chứ sống chứ tạo quài bù. Chúng mình cũng vậy. Dạ lúa bùa. Thì tạo quài bùa. Hãy chứ. Chứ tạo quài bùa. Quài hả chứ. Dạ. Chúng tôi không ạ. Với bình luận cơ mà. Chúng ta không thuốc cơ mà lại. Của những thương thuốc cơ mà lại. Con ăn xong rồi, mình cho em ăn. Để em đói bụng. Thôi chú chưa. Chú chưa ơ, đi bao khai thường mơ nỉ chưa. Mình khai cho tị rồi. Chúng ta nhìn thấy sẽ làm thịt tạm. Nó lấy đút cho ta. Để mà mày nói một tiếng nữa là mày làm cái bột cho mặt liền. Bỏ cái đó xuống. Bây giờ muốn ăn nào hay là muốn ăn? Để lên đây. Mà mua bỏ rồi. Ờ, để đó đi. Khi xe mày bỏ. Con ăn đây. Tưởng xe thay chương thì chứ bỏ ra đi. Rồi quy thay chương. Rồi ăn đi. Thấy rồi. Chị thấy gì vậy chưa chung gì. Như cô rau là con Ikuya. Ba bên chưa cứ quẩn mà. Chứ bỏ ra. Vì chi chỉ, đồ con thì chi chỉ thêm thì sẽ thành không ba? Thấy sư thiên hả? Sư thiên hả? Cú sư à? Anh nói đi có 4 ngày. Chắc chính nên thơ 5 thêm mà. 5 ngày. Nó đi 5 ngày. Chú Lưu Vy là tính đến 11 à? Quay quay. 4-5 ngày. Chị Phương ạ. 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 Đi chọc ảnh không? Mua con vịt này không có quá già quá ngon luôn. Chú hồi mới chết rồi lên đây chua bà. Chú hồi mới chết rồi lên đây chua. Đi tin ta xua ba. Ta luôn tí cơ. Tưởng ổ ổ trên thảo là. Anh dỡ đầu. Anh dỡ bồ đầu sẽ tăng nó đợi anh ăn xong đi. Đừng có nói chuyện nha. Không biết cái nhân sự này. Thầy xưa, thầy cứ tàn xưa tha tẩn tha, thầy chưa bảo la. Không
Từng mơ là? Chảo hả? Sáng mắt dữ vậy? Ngon không con? Trên khoa chi đi thẩu. Anh nói xe của anh Cường ăn, lên nói cho cắt miếng. Không được, không được, không được, không được. 这么多钱，这么拿一下那个。 很好，你弄烂黑了怎么？嗯，那那呀，哥哥，还吃呢。嗯，让老米有卖好哈。等我们就吃。嗯，一万多。一万多一个，弄烂对吧？一万都不止，有可能。一万多。一千元。一千元，六千哈。đủ gì trời, Lan từ ra biết lưỡi mỹ dùng mãi mỹ dùng ma mãi hả? Biết tài chưa, biết tài chưa? Biết bao giờ á, buôn bán vẫn được, nhưng mà có điều mình sẽ đi xe riêng của mình cả nhà, chứ mà đi máy bay hoặc là đi xe tàu lửa là không có được đem lên, không có được xách trong hành lý, bị bắt á. Cuối cùng đi không về không có gì hết. Cứ đi chắc rồi thôi gì. Chủ yếu là đam mê của ảnh mà. Trước khi đi là Ly biết rồi, thế nào cũng về đây không.